Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp mới nhất trên kênh Seven News. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Phấn độ độ liều lĩnh của đôi nam nữ vào nhà trộm xe trước sự chứng kiến của hàng xóm. Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội với mục đích cảnh báo đến mọi người về độ liều lĩnh và nhanh nhẹn của những tên trộm để từ đó nâng cao cảnh giác. Theo video, lợi dụng lúc không có người, một đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe máy hiệu Airblade đã phá khóa đột nhập vào nhà một hộ dân để trộm cắp tài sản. Cụ thể là một chiếc xe tay ga cùng một số tài sản có giá trị. Có thể thấy, cặp đôi này ra tay rất nhanh và chuyên nghiệp. Người phụ nữ nhanh chóng gom những đồ có giá trị cho vào túi và vội vã di chuyển ra xe chạy đi. Người đàn ông cũng tiếp bước dắt chiếc xe máy của gia chủ xuống đường rồi đuổi theo người phụ nữ. Đáng nói hơn, thời điểm đôi nam nữ đang thực hiện hành vi xấu, một người hàng xóm đã vô tình đi tới, thấy các đối tượng có biểu hiện khả nghi lại không quen mặt, nhìn vào trong lại không thấy hàng xóm ở nhà nên mới chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Và dù đã thấy có người đang nhìn nhưng cặp đôi đạo trích vẫn ngang nhiên tiếp tục hành động, đến khi người phụ nữ giật mình chi hô thì cả hai đối tượng vẫn bình tĩnh chạy đi mất. Bên dưới phần bình luận của video, nhiều cư dân mạng cho rằng người phụ nữ hàng xóm phản ứng quá chậm, Tuy nhiên rất nhanh đã có ý kiến bênh vực rằng, trong tình huống thực tế khi có trộm cướp, nhiều người lần đầu gặp phải sẽ không thể nào xử lý nhanh được. Thế nên người hàng xóm không đáng trách là do trộm cắp manh động giữa ban ngày không sợ ai mà đi làm chuyện xấu. Bị chiếm chỗ đậu, xe bảy chỗ hôn ô tô con nhiều lần rồi mới thong thả bỏ đi. Hành động thô lỗ và được cho là có phần dại dột của tài xế ô tô bảy chỗ màu trắng được người qua đường quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội Trung Quốc theo đó, mà kệ ánh mắt sợ hãi và khó chịu của những người xung quanh đang nhìn mình, tài xế ô tô trắng vẫn cố tình cho xe tiến lùi để đâm vào đầu chiếc ô tô con màu đỏ vì dám dành chỗ đỗ xe trong tầng hầm của mình. Có thể thấy, dù đã làm chảy xước và thậm chí là rơi cả một mảnh vỡ của xe đỏ xuống đất, nhưng tài xế xe trắng vẫn chưa hết giận, đâm tới mức xe đỏ trồi lên sụt xuống, móp cả mũi thì mới buông tha đánh lái rời đi. Hiên ngang chống đối lại ánh mắt phán xét của những người khác không rõ sự tình cụ thể như thế nào nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng hành động của tài xế xe trắng dù đang ở vị trí nào cũng bất lợi vì đã có video quay rõ anh đang phá hoại tài sản của người khác sau đây là một vài bình luận đáng chú ý để lại bên dưới video chủ xe đỏ kiểu đúng lúc tôi đang muốn sửa chữa lại xe tính nóng quá không phải ngầu đâu ăn cơm nhà nước như chơi thì đến thôi chắc cũng không sợ đền nên mới chơi tới như vậy Hãng bay hủy chuyến vì phát hiện phi hành đoàn thâu đêm uống rượu chơi ma túy. Cảnh sát Brazil cáo buộc các thành viên phi hành đoàn của British Airways đã bị đặt ra một vụ cướp ở Rio de Janeiro để che đậy cho việc sử dụng rượu và ma túy, khiến một chuyến bay bị hủy. Theo Independent, các thành viên phi hành đoàn cho biết một loạt sự cố xảy ra vào ngày 5 tháng 9 khiến họ không thể đi làm vào ngày hôm sau, dẫn đến chuyến bay BA248 theo lịch trình đến London đã bị hủy bỏ, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt lại thành phố Rio trong 24 giờ. Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy ba thành viên phi hành đoàn đã nói dối về những gì thực sự đã xảy ra trước khi chuyến bay bị hoãn. Theo báo cáo, chỉ có một trong ba vụ việc mà phi hành đoàn báo cáo thực sự xảy ra, đó là một chiếc điện thoại di động bị đánh cắp. Đoạn phim CCTV do cảnh sát công bố cho thấy, nhóm ba người này vẫn đang đi chơi đêm ở Rio vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng. Cảnh sát cho biết, các thành viên phi hành đoàn đã sử dụng ma túy và rượu rồi đến một trạm xăng bỏ hoang gần một cộng đồng ở Rio nơi họ tiếp tục sử dụng ma túy. Truyền thông địa phương đưa tin, một thành viên phi hành đoàn đã bất tỉnh sau khi uống rượu và không nhớ gì về đêm đó. Ngoài trừ việc thức dậy trên đường phố, khi được các bác sĩ chăm sóc, một thành viên phi hành đoàn tiết lộ rằng anh đã uống rượu và sử dụng ma túy qua đêm với hai người phụ nữ. Cảnh sát thành phố cho biết, ba thành viên phi hành đoàn hiện đang bị điều tra vì báo cáo sai sự thật về tội phạm. Hãng hàng không British Airways nói với The Insider qua email, đây là vấn đề của cảnh sát. 5.496 người chết và 6.973 nạn nhân bị thương vì tai nạn giao thông. Tại lễ tưởng niệm tối 19 tháng 11, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia bày tỏ xót xa trước những số phận của nạn nhân tai nạn giao thông và mất mát để lại đối với người thân của họ. Ông nói mỗi ngày có rất nhiều người ra khỏi nhà nhưng vĩnh viễn không được trở về hoặc mang thương tật suốt đời. Nhiều gia đình cũng vì tai nạn giao thông mà lâm vào cảnh éo le, bi thương. Trong 10 tháng năm 2023, đã xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, làm 5.496 người chết và 6.973 nạn nhân bị thương. Đây là những số liệu khô khan nhưng là những con số thực sự biết nói và khiến chúng ta phải nghiêm túc suy ngẫm. Ông Thắng nói, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng những thiệt hại do tai nạn giao thông là không gì bù đắp được hàng ngàn gia đình vì tai nạn giao thông mà bị tổn thương, vợ chồng chia lìa, gia đình mất con. Người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải kêu gọi mỗi người cần chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và nhân ái, để không ai phải hối hận, ăn năn, muộn màng với suy nghĩ giá như. Ông Thẳng nói và cho hay, khi tham gia giao thông, chúng ta vẫn còn đọc ở đâu đó khẩu hiệu, nhanh một giây, chậm cả đời. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đôi khi nhanh một giây có thể làm chậm nhiều cuộc đời. Đôi nét về cánh tay đắc lực giúp bà Trương Mỹ Lan mang hàng triệu đô la Mỹ đi hối lộ. Võ Tấn Hoàng Văn, ngoài việc chuyển hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu đô la Mỹ, còn đưa hối lộ hàng tỷ đồng cho 17 thành viên đoàn thanh tra theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, bị căn Văn có quá trình gắn bó với SCB nhiều năm, trải qua nhiều vị trí và dần trở thành thân tín của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Ông Văn bắt đầu làm việc tại Ngân hàng SCB từ tháng 7 năm 2013 với chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Đến tháng 7 năm 2020, ông được bà Trương Mỹ Lan cho ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc SCB. Cơ quan điều tra xác định, ông Văn đã ký rất nhiều giấy tờ, đồng ý cho 402 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân, thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 638 khoản vay tại SCB có nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 271.308 tỷ đồng nợ gốc, hơn 133.801 tỷ đồng nợ lãi trên phí. Tổng số nợ là 405.110 tỷ đồng. Từ năm 2013 đến năm 2017, ông Văn đã ký nhiều giấy tờ đồng ý, cho 228 khách hàng vay 292 khoản vay có nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 79.872 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến năm 2020, cựu tổng giám đốc SCB ký nhiều giấy tờ đồng ý cho 175 khách hàng vay 348 khoản vay có nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 325.237 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra Hành vi phạm tội của cựu tổng giám đốc SCB đã gây thiệt hại cho hơn 60.502 tỷ đồng, liên đới chiếm đoạt hơn 192.434 tỷ đồng, tiền thăm ô của SCB gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 101.247 tỷ đồng. Xét xử vụ lái xe bê tông gây tai nạn giao thông khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Sáng ngày 20 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Trịnh Quang Sinh. Lái xe chở bê tông gây tai nạn khiến ba người trong một gia đình tử vong. Theo cáo trạng tháng 6 năm 2023, Trịnh Quang Sinh, sinh năm 1989, trú Lào Cai, điều khiển xe ô tô chở bê tông từ khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào Cai đến khu vực vườn Hoa Cốc Sang, xã Cốc Sang, thành phố Lào Cai. Khi đến km 135 500 quốc lộ 4B, Trịnh Quang Sinh không làm chủ được tốc độ, gặp xe buýt có tín hiệu dừng lại, đã đánh lái gấp. Hậu quả xe ô tô chở bê tông bị lật, đè lên xe mô tô do anh C, sinh năm 1993, chở vợ là B, sinh năm 1996, đang mang thai và con trai là T, sinh năm 2021, khiến các nạn nhân tử vong. Ngoài ra xe của Sinh còn va quệt vào một số phương tiện tham gia giao thông, khiến các phương tiện này bị hư hỏng nặng sau khi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, xin đã đến cơ quan công an đầu thú. Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân thành phố Lào Cai tuyên phạt bị cáo sinh 8 năm 6 tháng tù giam vì tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho các bị hại theo quy định. Ghen tuông chồng tạt axit vào phần dưới của vợ Người dân ngủ trên đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến cảnh tượng hải hùng, một người phụ nữ với phần dưới lõa thể nằm quằn quại đau đớn trên đường vì bị một gã đàn ông dùng can axit tạt vào phần dưới. Quá bức xúc, người dân lao đến khống chế gã đàn ông, che đậy phần dưới cho người phụ nữ và chở đi cấp cứu ở bệnh viện chợ rẫy. Chị Huỳnh Thảo Phương chứng kiến kể lại, hai người đi hai xe máy bán bắp dạo dựng xe trước số nhà 371 Đặng Nguyên Cẩn, sau đó cãi nhau Người đàn ông bẻ tay người phụ nữ ra sau rồi dùng can axit tạt vào phần dưới, khiến người phụ nữ kêu la thảm thiết. Khi mọi người đến cứu giúp, quần chị đã bị cháy xém phải cởi ra để lộ máu thịt nhầy nhụa từ phần mông xuống chân. Nhận tin báo, công an phường 13 có mặt tại hiện trường, bắt giữ gã đàn ông. Qua điều tra ban đầu, đối tượng là Nguyễn Văn Lục, 29 tuổi, là chồng của nạn nhân, chị Đỗ Thị Thắm, 27 tuổi. Lục khai do mâu thuẫn ghen tuông nên đi mua 3 lít axit ở chợ Kim Biên sáng cùng ngày, sau đó điện thoại gọi vợ ra trò chuyện và ra tay tàn nhẫn. Sau khi tạt axit, thấy vợ kêu la đau đớn, Lục tiếp tục cởi quần áo chị Thắm ra với lý do thay quần dùng cho nó. Chị Thắm kể lại, chồng gần đây rất hay ghen tuông vô cớ, nhiều ngày qua Lục không cho nghe điện thoại của ai. Sáng nay, thấy chị nghe điện thoại lâu thì bảo tao sẽ mua axit trừng trị mày. Chị Thắm bán ngày đêm vẫn không đủ tiền trang trải cho gia đình nên phải gửi đứa con 7 tuổi về quê. Hiện chị đang nuôi đứa con mới 7 tháng tuổi ở nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Một người hàng xóm cho biết, Lục đi bán bắp suốt ngày, từ ngày bị tai nạn giao thông, người cứ đơ đơ, không còn minh mẫn như xưa và ghen tu nhiều hơn. Nằm xuống gầm sửa xe, người đàn ông bị cán tử vong. Thông tin ban đầu, Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng ngày 20 tháng 11 tại km 14 quốc lộ 2 thuộc địa phận tổ dân phố Tứ Quận, thị trấn Yên Sơn. Nạn nhân được xác định là anh C, sinh năm 1998, chú Phú Thọ, phụ xe mang biển kiểm soát 19H00357. Thời điểm này, anh xe vừa ăn sáng cùng lái xe L, sinh năm 1982, chú Đoan Hùng. Khi lên xe thì không nổ máy, anh xe xuống gầm để kiểm tra cụ đề, còn anh L vẫn ngồi trên buồng lái. Sau đó, xe lăn bánh chèn qua người khiến anh xe tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. Ông chủ Hàn Quốc mở sòng bạc ở Nha Trang thu lợi hơn 1,6 triệu đô la Mỹ. Các bị can được xác định có vai trò nòng cốt trong vụ án này gồm Jo Kwan-su, 49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, giám đốc công ty Vietcose Shop Bắc Ninh. Ngô Văn Chuyên, 50 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa, giám đốc công ty cổ phần du lịch Hoàng Nam. Shin jae Ho, 34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Vicosoc. Thân Tàu Váy, 37 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai. Cả 4 bị can cùng bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc. 15 bị can khác là nhân viên, người đánh bạc hoạt động tại sòng bạc này bị truy tố tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Theo kết luận điều tra, năm 2019, Zhu Quansu mở công ty Vietcosoc Cô có trụ sở tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, sau đó thuê Xin Ho làm nhân viên. Đến tháng 8 năm 2022, Zhu Quansu mở chi nhánh công ty Vietcosoc Cô tại Nha Trang. Trong thời gian từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, doanh thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc tại khách sạn Sunrise là khoảng 800.000 đô la Mỹ. Số tiền trên do Shinzeho trực tiếp quản lý, sử dụng để trả tiền lương cho nhân viên, thanh toán các khoản phí, tiếp tục đầu tư để duy trì hoạt động của game club Sunrise và chi các khoản tiền do Jo Quansu yêu cầu. Sau đó, Jo Wonsoo quen biết Ngô Văn Chuyên đang kinh doanh game club Lucky tại tầng hầm B1 B2 khách sạn Sheraton Nha Trang, hoạt động tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc với hình thức tương tự như Jo Quansu đang làm. Chuyên và Zhou Wansu đã bàn bạc, thống nhất cùng nhau góp vốn, hoạt động tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc tại Game Club Lucky. Ngày 9 tháng 3, Game Club Lucky chính thức đi vào hoạt động và đón khách đến chờ đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Tối 15 tháng 4, Công an tỉnh Khánh Hòa đột kích bắt quả tang sòng bạc này. Công an xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc mà Jo Wansu và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trong vụ án là hơn 1,6 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 38 tỷ đồng. Đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ giấy chuyển viện vì rất phiền toái, mất thời gian. Sáng 20 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Phát biểu thảo luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, đoàn thành phố Hà Nội cho biết, cử tri có ý kiến rất nhiều về việc đi khám bệnh, bệnh nhân phải đi xin giấy chuyển viện là rất phiền toái, mất thời gian, rất mệt mỏi. Hiện công nghệ thông tin đã tiến bộ và việc liên thông các kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh đã khá thông suốt. Hiện tại, hơn 93% dân số Việt Nam đã có bảo hiểm y tế, thì việc có thêm barrier để xin giấy chuyển viện rất nên được bãi bỏ. Vì đại biểu Quốc hội đề nghị, đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng đề nghị đẩy mạnh thông tuyến thực chất hơn nữa và trong lần sửa đổi luật bảo hiểm y tế tới phải làm sao để người có bảo hiểm y tế muốn khám chữa bệnh ở đâu cũng được, phù hợp với tình trạng bệnh tật, chất lượng khám chữa bệnh, thời gian đi lại, điều kiện chăm sóc, phải coi đây là nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong lần sửa đổi này. Việc ban hành nghị định này đã chấm dứt sự phiền hà trong công tác khám chữa bệnh đã dùng dằng nhiều năm qua, cần tiếp tục giám sát thúc đẩy để nội dung nghị định triển khai thực chất, không bị biến chất. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng việc chuyển tuyến cần đảm bảo đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân và khả năng khám chữa bệnh từng tuyến, tránh quá tải dồn lên tuyến trên. Tuy nhiên, để giảm thủ tục hành chính, Bộ Y tế sẽ tiếp thu và đang tập trung sử dụng việc chuyển tuyến điện tử, giải tỏa khó khăn cho người dân. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau.